Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là MOBA Việt. Và hôm nay tiếp tục chơi cái trò Mobile Legends cùng với một em gọi là sát thủ, vừa sát thủ vừa kiêm pháp sư, còn là pháp sư AP đó. Xinh như tinh linh, đó chính là một cô làng rất là xinh đẹp gợi cảm, được tấn công mông phòng thủ, và đó chính là một lắc ép mà tinh linh đó, tinh linh bóng tối. Anh em đọc chuyện ở các phương Tây châu Âu thì sẽ biết về cái dân tộc này, một tộc tiên trong các chuyện cổ tích của châu Âu. Cái game Mobile Legends này là một game rất là đông anh em chơi. Nếu mà ước tính thì có mấy chục triệu anh em chơi cơ, đồng đảo lắm, hơn Liên Quân Mobile rất là nhiều. Và Việt Nam chơi trò này thì khá là đông. Và trận này thì duy nhất có mình người Việt Nam thôi. Cổ đông Hàn Quốc như cả mấy ông nước nào đấy, Pháp hay sao ấy. Rồi toàn cờ Pháp thôi. Ở đây là con pháp sư kiêm sát thủ, có khả năng áp sát bằng chiêu cuối, tên là Karina. Thì bộ kỹ năng của con này thì nói chung là nhìn về kỹ năng thì khá giống, bề ngoài khá giống với Akira ở New Điện Thoại. Con đấy mình lâu lắm rồi không chơi, từ mấy mùa đầu tiên cơ, giờ chẳng nhớ nó như thế nào nữa rồi. Nhưng nhìn bộ kỹ năng khá giống. Nội tại của em này là đánh các dấu đó, đánh dấu màu xanh ở dưới chân tướng địch đó. Sau khi 4 lần thì đòn đánh tiếp theo thì sẽ được còn là cường hóa sát thương bằng 8% máu tối đa, rồi tướng địch thành sát thương phép. Vẫn chưa một giờ chưa tàng hình rồi đó, tàng hình và miễn giảm sát thương và miễn giảm khống chế. Trận này mình sẽ đi top mấy cái thằng Alpha kìa, một thằng rất là mạnh, của 2 thằng, của con Evora đấy kìa. Con đấy thì có khả năng gọi là siêu khủng rồi. Con đấy là con tướng pháp sư cũng làm choáng cái tàu. Rồi mình còn ngậm hành pha này rồi. Từ từ bình tĩnh thôi. Rồi. Ép người quá đáng rồi. Thôi mình vào rừng ăn. Ôi rồi, ông kia ăn mất rồi, ông Fanny ăn mất rồi. Rồi chỗ này mình ngậm nắng mất cay rồi. Khả năng cao là sẽ phải ôm trụ thì có khi phải về sớm rồi. Rồi thằng An Phạm nó cứ ném từ kim rồi. Mình là con tướng gọi là tướng không một chiêu khống chế, nó là một là sát thủ rồi sát thương thôi. Con này khá giống một con theo kiểu nó vét máng ở Liên Minh Huyền Thoại, vì chiêu cuối của nó khi giết tướng địch kỵ thì nó được hồi lại chiêu cuối luôn, rất là hay. Vì hỗ trợ thì được giảm thời gian hồi chiều. Mình quất luôn. Rồi bật chiều cuối rất là mạnh của con này. Chạy thôi. Đồng chí Alpha lại lên rồi. Rồi lại là choáng. Khả năng cao là phải về rồi. Ông tướng phép đấy, ông rỉa kinh quá. Ép người rất là quá đáng luôn. Cái tầm của chiêu cuối của con này rất là xa anh em. Tổng tầm chiêu đánh rất là rộng. Đây là con tướng anh em nhìn nó thì toàn mông được thôi. Mỗi tất tiếc là em về dân tộc các em. Rồi mình sẽ ven máng vào này. Một mạng. Con này ven máng thì rất là nhanh rồi. Có thể ăn Quatakin và Pentakin rất là dễ dàng. Nhưng mà trò này ăn Pentakin thì khá là khó. Mình chưa được Pentakin còn nào, chỉ toàn Quatakin thôi. Quatakin này giết 4 đấy. Rồi trận này mình đánh rất cẩn thận, vì nếu mình mà bị ăn choáng thì thôi xác định mình nằm xuống luôn. Di chuyển sao cho hợp lý chứ Cái khả năng làm choáng của hai con tướng Eula kia với cả con Alpha kia là rất là mạnh. Chiêu cuối của Alpha và các chiêu kỹ năng của Alpha làm chậm và làm choáng. Đó, rất là khó chịu. Ôi, ông Alpha ông luôn rình rập, mình chỉ cần thò mặt lên là mình chết rồi. Yêu cầu anh em hỗ trợ ngay lập tức. Rồi, game này thì không có người Việt Nam, có mỗi mình duy nhất Việt Nam thôi, không chat được, phải ra hiệu bằng tín hiệu thôi. Rất may là team mình đang xanh đấy, đang 4-0. Ôi ôi, thằng nào ném skin mình mất 1/5 máu, quá đau, mất quái này, chơi quái đi. Ôi thôi xong rồi, bị làm choáng rồi, thôi không có đấy, mình di chuyển đến ngu rồi. Vãi cái ông Alpha, ông rất là mạnh. Nói chung pha đấy là mình coi như xác định là không làm được gì. Bị làm choáng là bảo con từ phép kia làm choáng luôn và dồn sát thương. Ai ông dồn sát thương mình chết luôn pha đấy. May đồng đội đã trả thù cho mình rồi. Chắc chắn là chết rồi, sao chạy được. Rồi đồng đội trận này đánh rất là hay. Rồi tiếp tục một mạng nữa. Trận này anh em thì mình đánh rất tốt. Còn cung thủ Hàn Quốc Yu Sun Yi này. Rồi mình sẽ không đi lên đường trên nữa. Đường trên thì toàn những thằng kinh khủng thôi, Alpha với cả cái con pháp sư làm choáng. Nó đang ăn bùa này, một thanh niên đang ăn bùa, rất mải mê ăn bùa. Mình sẽ canh để cướp bùa pha này, đợi nó dùng choáng xong. Đó, dùng choáng rồi, giết con này tên là ai. Rồi mình chơi trò này một thời gian thì đã khá dành tên các tướng rồi. Lại một pha ăn vét máng nữa, đó, vét máng rất là dễ dàng luôn. Tầm chiêu thì rất là xa và rộng. Khi mà nhát và dùng chiêu 1 chiêu 2 dồn sát thương. Con này rất là dễ đánh anh em ơi. Sao di chuyển hợp lý thôi. Vì đóm tướng sát thủ và chiêm mà pháp sư mà. Máu rất là mỏng. Máu mỏng nên anh em đánh theo kiểu chờ thời cơ thôi. Chứ mình nào lên đầu tiên thì tôi xác định. Lại có thông báo gì của Viettel kìa. Ông Viettel ông ấy gửi nhiều tin nhắn lắm ấy. Rồi sẽ tiếp tục bắt em online. Không tôi chạy cho online luôn. Đố online chạy được rồi. Rồi chiều cuối và kết thúc thôi. Mình để dành chiều cuối lên, mình phi chiều cuối đầu tiên thì nó có thể dùng choáng mà mình dùng chiêu 1 chạy mất được. Rồi ông Alpha làm gì đấy? Ôi ông Alpha one lag kìa. Ông dùng skin nỗi vãi. Còn mình bị choáng pha đấy là mình xác định là nằm xuống rồi. Wow. Ông Mokov này, ông đấy đèm kỹ năng rất là chuẩn xác. Mình về hẳn nhà rồi còn bị ném trúng nhá. Không có hội chạy, làm sao đẩy vào tường được, có đứng sát tường đâu. Phải ông Yuji ông ấy ăn nhanh thế. Em này cầm hai cái vũ khí rất là đẹp, xoay rất đẹp. Hai cái thanh đao hai lưỡi. Không biết vũ khí này tên là gì, rất là quái dị, trông chưa có trong gọi là từ điển vũ khí. của Việt Nam. Ôi chờ đợi thời cơ. Ồ không được rồi. Bắt Alpha rất hay, rồi ông béo, tốt quá béo ơi. Thanh niên béo này thì kỹ năng khá giống G-Rack của Liên Quân Vàng. Được có đánh cái con này mà có đồng đội hỗ trợ thì có thể rất là sướng. Đồng đội làm choáng cho đánh thì sướng luôn. Rồi mình sẽ không dám nào vào trụ, ăn những con quắc kẹo, ăn luôn. Rồi viết máng rất là hay. Ôi tiếp tục có mạng nữa này. Giết. Rồi bị nó làm choáng không? Nó bật chiều cuối luôn, mình té rồi. Rồi Fanny vét máng của đấy rất tốt. Rồi hai thanh niên vét máng vào nhau. Đó. Hai em vét máng vào nhau chứ. Thanh niên đấy đâu máng không biết. Ô. Không được phát mạng phải đấy à? Rồi tiếp tục chia Alpha. Này này, giết tao này. Rồi trận này mình đánh rất là dễ. Bởi vì anh em team mình đánh rất tốt và khả năng khống chế của team khá tốt với hai cái con tướng hỗ trợ. Một con thằng béo thì kỹ năng thì giống G-Rack rồi. Cái con kia thì lại kỹ năng lại giống Sola. Lại con vừa nó hãy tấn công lóp ấy. Quên tên rồi, mình chẳng nhớ tên đâu, mình chưa chơi. Không nhớ tên, nhưng mà con này tướng được chơi cho lúc đầu. Anh em nào cũng có thôi. Rồi tấn công lóp luôn. Chúa tể. Con này khá là trâu bò, rất là nhiều máu và có khả năng làm choáng và cả tim luôn, chém rất là đau. Mình được em kia bút máu liên tục và hột máu vẫn giảm liên tục. Được, ok xong rồi, làm đây thôi. Đồng đội đang giao tranh chất không điền. Biết mạng, 1 mạng, 2 mạng, 3 mạng, 4 mạng, 5 mạng. Có triple kill, quarter kill, pentakill. Pen đâu rồi? Trời ơi không có pen rồi. Anh em thấy nó pen máng kinh khủng không? Tưởng pha lại được pentakin chứ. Quá đáng tiếc. Rồi cung thủ đâu, chạy về làm gì ông Yu Sun Yi? Ông phun máu ông không cho phá trụ luôn kìa. Ông lầy đến thế là cùng. Té thôi, hết mana rồi. Té thôi, mình nào mà mình xác định mình nằm đấy. Không nên hồi báo vào lại. Đó các bạn thấy không? Mình sao mà bị làm choáng luôn. Rất may đồng đội thì đến kịp thời. Điều diệt hết tướng địch rồi. Và mỗi tay tên cuối cùng rồi, giết lốt rồi. Rồi, end game. Và video của mình cũng đến đây hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.